Xin chào các bác nhé. Em giới thiệu các bác tiếp một con máy lạnh một cục điều hòa cửa sổ, không cần lắp đặt, không cần phải tốn công lắp đặt ống áng, các bác di chuyển được mọi nơi luôn. Cứ mua về là các bác cắm điện, đặt lên cửa sổ là các bác chạy thôi, không cần phải tốn tiền thuê thợ lắp. Một con máy công suất 8.000 BTU, dùng cho phòng khoảng 15m2 đổ lại. Có con này có ion, cổng ion của hãng Corona rồi nhé. Đấy, độ lạnh rất là sâu. Đấy, lạnh như máy treo tường luôn đấy ạ. Dùng cho phòng khoảng 15m2 đổ lại. Đây nó là máy lạnh, trên các bác lưu ý là dùng như máy lạnh treo tường bình thường, có điều khiển đa năng đi kèm. Điều khiển đa năng này là điều khiển 1000:1 này các bác này. Các bác để mã 760 nhé. Đấy, mã 760 thì cái dòng Corona này nó sẽ nhận. Đấy. Đây là cái cửa gió thoát khí lạnh này. Đấy, mặt này là mặt dàn lạnh nhé. Cùng một thời gian thì các bác nhấc cái mặt này ra, các bác vệ sinh cái dàn lạnh. Đấy, vệ sinh cái lưới này thôi. Đấy. Đây dàn lạnh của nó này các bác này. Đây nó là điều hòa nhé, chứ không phải là quạt hơi nước đâu ạ. Một con Corona bán 3.8 triệu, bảo hành 6 tháng, chưa phí vận chuyển, chưa biến áp, máy nhật chạy điện 100V, thế là các bác lưu ý mình phải mua thêm một cái biến áp cho nó khoảng 1500W thì các mới chạy được cho cái máy này. Đấy, hàng Nhật nội địa, rất là bền bỉ, tiết kiệm điện. Đấy, các bạn nào có nhu cầu lấy cái ba lô cho em nhé.